Hay, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình lại có mặt giúp đỡ chú trong những mùa dịch này ha. Thì có một số chị đã gửi cho chú là có chị tên là Thu Hường sống tại Biên Hòa, Đồng Nai đã gửi cho chú số tiền là 500.000 đồng. Dạ. Còn chị Minh sống tại Tân Phú, Đồng Nai đã gửi cho chú số tiền là 200.000 đồng. Dạ. Còn riêng con thì A Đạt sẽ giúp đỡ cho chú trong những mùa dịch dạ. này. Dạ. Cảm ơn. Con sẽ giúp chú 2 triệu tiền thuốc thang. Dạ. Còn 300.000 đồng thì tiền gạo ha. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm. Thì số tiền của chú là tổng cộng là 3 triệu ha. Dạ. Đây. Thì có một số câu hỏi trên YouTube là có bạn Tiết Linh TV đã hỏi chú là trong những ngày dịch này thì cuộc sống của chú như thế nào rồi? Xong qua ngày mà thấy chùa hội trà tôi chạy muốn chết rồi. Chạy đi ngày ra nói có bò không cho đâu. Dạ. Không có biết sao nữa. Có bò là không cho hả chú? Dạ. Dạ. Thì mình còn gạo không chú? Nhà mình còn gạo. Dạ còn một kẹp với giỏ sắt thôi. Dạ. Khoảng bao nhiêu ký hả chú? Cả 5 ký. Cả 5 ký hả? Dạ. Rồi tốt nhất là mình đừng có nên đi ra đường nhiều hả chú ha? Ừ. Thì chú ơi, câu hỏi thứ hai của bạn Sơn TV đã hỏi chú là từ trước cho tới bây giờ chú đã có lần nào đi bi ôm chưa? Khoai nữa, khoai là bi ôm đó. Dạ. Nếu mà không có tiền. Dạ. Vậy có tiền thì mình đi rồi. Dạ, rồi đi vậy vợ có chửi không? Dạ chịu rồi, giờ quánh cũng chịu nữa. Dạ. Thì câu hỏi của bạn Sơn TV này là thế nào chú về nhà cũng bị à? Ừ. Cũng bị hơi nặng rồi nha. Ừ. Cái nào cũng nặng à, nặng rồi mình chịu à. Thì nặng là cỡ nào chú cỡ... Nặng cỡ nào cũng chịu, người ta bánh trời chả cũng được vậy. Cỡ bể đầu ra máu không chú? Bể đầu ra máu cũng là mình chịu, xây bia ôm ngon lắm. Dạ, ngon lắm mà bia ôm ngon lắm mà chú. Thì chú ơi, có một bạn tên Ngọc nè. Thì câu hỏi của bạn Sơn TV này là hơi nặng đó nha. Thì về nhà thế nào chú cũng bị vậy. Thì có một bạn tên là Ngọc YouTuber đã hỏi chú là chú ơi, chú đã chuộc vợ mình về chưa? Hư hết rồi. Chuộc làm gì nữa? Bạn trai chạy. Ta làm hư hết rồi. Chuộc làm gì? Bỏ đi. Kiếm khác. Có tiền kiếm khác. Hư hết rồi chú. Hư hết rồi chú. Hư hết rồi. Rồi ai làm hư, làm gì mà hư? Ít trai. Ít trai làm gì mà hư vậy? Vậy mình bán cho người ta rồi. Dạ. Vậy là vợ mình hư hả chú? Ừ, vợ mình hư rồi. Hư hết hả chú? Hư hết rồi. Vậy là cho đi luôn, không chuộc về. Không chuộc về đâu. Rồi, nếu mà chuộc về rồi làm gì vậy? Chuộc về làm gì, nó hư hết rồi. Dạ. Mấy chị biết rồi là mấy chú gì biết hết trơn rồi. Dù đó là hư là bỏ rồi. Hư là bỏ, vậy là vợ hư là mình bỏ. Ừ. Vợ hư là mình bỏ. Vợ hư mình bỏ. Bạn Ngọc ơi, thì câu hỏi này của bạn á, về nhà là bị đó rồi. Thì bây giờ là câu hỏi của chương trình nha chú. Thì câu hỏi như thế này, tại vì có một câu này trên TikTok rất là nổi. Thì cậu hai à, tôi thương cậu, mà cậu thương ai á, theo chú là cậu hai đã thương ai? Thương của mình thôi, mình bạn mình thôi. Dạ. À, lo bạn mình thôi. Nó thương ai nữa? Dạ. Giờ thương bạn mình thôi. Vậy là thương ai? Cậu hai thương ai là kệ hả? Ừ, cậu hai thương ai là kệ nó đi. Gia đình chú rất là khó khăn nha các bạn. Gạo thì còn 5 ký mà ăn hết á, không biết làm sao nữa. Rồi xung quanh đây á, người khó khăn rất là nhiều. Mà gạo thì không có, mà tiền á thì cũng không mua được gì, mà ra đường á thì không được. Thì mình cũng muốn đi giúp đỡ nha, mà tại vì theo chỉ thị thì mình không có ra đường được á các bạn. Thì các cô chú anh chị nếu mà có muốn giúp đỡ cho chú á thì liên hệ cho mình ha. Thì mình sẽ mua gạo, mua gì á thì mình sẽ cố gắng mua gạo mua gì mình để giúp đỡ chú và giúp đỡ những cô chú anh chị khó khăn khác ha.